Hi, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Thì hiện tại bây giờ là 9 giờ rưỡi sáng. Ngọc với chồng Ngọc mới vừa ngủ dậy, còn mặt còn mới ngủ dậy thấy liền ha. Ngủ dậy thấy cảnh đẹp quá mọi người ơi, phải làm một cái clip nhỏ nhỏ trước khi rời khách sạn để quay cho tất cả mọi người cùng xem. Đây. Buổi sáng ở trên nhìn xuống nè mọi người. Ở trên đây á thấy toàn là sương mù không mọi người. Trên đây thấy toàn sương mù không à. Rồi thì cái hành trình của buổi sáng ngày hôm nay là gì? Là hết giờ rồi, phải đi về với chay với lại chở thím đi ăn uống mua sắm rồi chợ búa nữa. Nhưng mà chồng Ngọc á, hồi nào giờ ảnh đi Chicago ảnh chưa có gọi là tới cái tòa nhà Skydeck. Cái tòa nhà Skydeck là tòa nhà cao, thiệt là cao, mà có xây ra một cái phần để cho cái phần đó toàn là kiến không á, cái mình đứng ngay chỗ cái kiến đó, cái mình nhìn xuống thấy tất cả những cái tòa nhà cao tầng của Chicago mình à, nằm ở trên tầng 103 của Chicago á. Cái đó là Ngọc đi rồi, hồi đó Ngọc với em, Ngọc với nhỏ bạn có đi rồi, nhưng mà chồng Ngọc nào giờ ảnh chưa có được đi, nên bây giờ là 9 giờ mấy, dọn dẹp xong tới 10 giờ lộn à, thu xếp à, hành lý đồ xong hết rồi, tới 10 giờ người ta sẽ mở cửa, thì bây giờ Ngọc sẽ đi xuống dưới đó bắt xe để chở đi qua cái tòa nhà đó. Thì xin mời tất cả mọi người cùng theo chân Ngọc với chồng Ngọc đi xem cái tòa nhà cao đó để quay những cái cảnh đẹp cho mọi người cùng xem nha. Let's go. Ok, let's go. All right. Đó thì bây giờ người ta đang gọi cái bấm còi cái taxi qua, taxi chạy qua nè. Đi chơi cái ông đó, ông ra ông thổi kèn tút 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 tút, taxi đi chạy qua liền. Thank you. Đây là mọi người ơi, thì hai vợ chồng Ngọc đã ngồi lên chiếc taxi rồi, chuẩn bị tới cái tòa nhà Skydeck của Chicago rồi. Mọi người tiếp tục theo dõi cái video clip này nha, xem cái tòa nhà đó thú vị như thế nào và đẹp như thế nào nha. Các bạn, đây là tòa nhà Willis Tower. Đây Skydeck entrance, cửa vào Skydeck. Let's go. Ơi các bạn ơi, thất bại rồi. Tại vì cái Skydeck là nằm ở lầu 103, mà hiện tại bây giờ là 9 giờ 10 giờ sáng. Nếu mà đi lên trở nó là toàn là sương mù, không thấy gì hết. Nên là Ngọc với chồng Ngọc đã quyết định không lên. Tại vì lên tự nhiên lên tới đó thấy sương mù, không có thấy được gì đâu đi. Thật là tiếc, chồng Ngọc anh rất là buồn. Hai mọi người ơi, thì đó Ngọc với chồng Ngọc từ đao thao trở về thì không có đi được cái tòa nhà cao á, rồi bây giờ trở về với thím Phượng là hai thím cháu bây giờ đi ăn trưa, bây giờ ăn ở cái quán bún bù ấy nổi tiếng nhất của Chicago các bạn, lâu quá Ngọc không ăn lại nên cũng không biết là nó còn ngon như ngày xưa không. Thì bây giờ bữa nay là ăn thử để review cho tất cả mọi người cùng xem. Bà hai thì bây giờ đã đang làm đẹp bài đi lăn đang làm tóc rồi. Thì để chút nữa coi mua gì cho bà hai với lại mua về cho chồng Ngọc. Chồng Ngọc với Chay thì đang ở nhà ngủ rồi. Thì xin mời mọi người tiếp tục theo dõi cái video clip này nha. Đây nè mọi người ơi, tô bún bò Huế đã ra đây. Đó, tô bún bò Huế bùi chào á nè. Cái tô của thím thì có hành. Đây là tô của Ngọc nè. Tim công hành chơi tay nè.
nhìn ngon ghê cho mọi người. Mà thích với cái nước mắm ớt ở đây à, ngon lành ha, có tất cả đầy đủ mọi thứ luôn. Rồi bây giờ xin mời tất cả mọi người nha. Đây là mọi người, cái dĩa rau bên đây nè, giá với lại bắp cải tím với lại cải xà lách. À, bắp cải đồi. Cải nồi. Bắp cải đồi. Chanh nè. Bắp cải đồi với bắp cải tím với giá với rau thơm. Mà sao này dạo này cho nhiều giá chứ không có còn cho cải nhiều hả? Thấy cho nhiều giá nè. Ở đây đi. Nó chầm vô. Này mà bắp cải nhiều nhiều ăn cũng ngon. Chú Phượng được nhiều người nhìn, chú Phượng mở kênh YouTube Bình Huỳnh Family là nhiều người thích lắm á. Thank you, cảm ơn mọi người, cảm ơn cả nhà. Các bạn ơi, Ngọc và Ngọc đã nói cái này nhiều lần lắm rồi. Bà Hai, Chú Phượng với bà Hai là hai dì cháu ruột của mọi người. Tại vì mọi người vô hỏi cái video clip này hoài, cứ vô hỏi ủa chị ơi, chị với bà Hai có quan hệ như thế nào. Tại Thím Phượng với bà Hai là hai dì cháu ruột à. Mình cũng nói lại thêm lần nữa cho mọi người cùng biết. Còn Thím Phượng sao giống Mỹ quá, tại vì Thím Phượng là ba Mỹ lai nha mọi người. Thím Phượng lai giống như là con trai vậy đó. Ba Thím Phượng là Mỹ. Ba Thím Phượng là người Mỹ trắng à. Mời mọi người cùng ăn nha. À, Thím Phượng thì cũng mới làm video clip nên cũng còn ngại. Có gì mọi người cứ đừng có xét quá. Cho Thím Phượng thêm chút thời gian. Mắc cỡ lắm, lần đầu tiên lên màn hình cho nhiều một chút đó. À, lần đầu tiên đó. Không biết giờ. Chứ thật, Thím Phượng không bao giờ. Ví dụ nấu là quay vậy thôi chứ không, Thím không muốn lên màn hình nhiều đâu, ngại. Mắc cỡ lắm, mắc cỡ. Mọi người biết mà, đâu phải ai cũng muốn lên tivi đồ, ai cũng muốn được quay phim đâu. Nè, coi cái giò này mọi người. Đây rồi, chả nè. Thịt. Con ăn không? Con quyết nữa chứ. Không, hả? Con ăn không? Tiếng mà nè. Rồi giờ không ăn bỏ không? Lạc xí. Quê. Người đang cắt tóc rồi. Vừa ăn. Cái bún bò Huế này là người ta đã làm cay sẵn rồi. Ta bỏ nhiều ớt cho nó sẵn rồi mọi người. Nhưng mà cái nước ba hát, nước không được nóng. Chứ con nước không đủ, không được nóng. Cũng có hơi. Ừ, bao không nấu. Ở đây gặp cái anh bán này thôi mà nó quạo quá. Mưa. Quạo quá, mưa ra nó quạo quá cũng dám nói nhiều. Hai vợ chồng của cái bác mà bà bán cái bún bò Huế này là đúng người Huế luôn các bạn. Chả lụa nè. Các bạn có xem cái video clip á thì các bạn sẽ thấy là chú nói chuyện nhiều hơn Thím. Dạ, lúc nào cũng vậy mà. Lúc nào cũng vậy. Chú thì nói chuyện nhiều hơn Thím. Với cái thứ nhất nữa, cái thứ nhì nữa là Thím không bao giờ thích đi ra quán ra xá đồ ăn. Thích mình nấu, tự mình nấu mình ăn thôi. Ít có thích đi ra ăn ngoài lắm. Thì nằm mà mấy món của nước khác á. À, mấy món như đồ Thái đồ đó. Là thích mấy những món đi ra ngoài ăn là những món mình không thích à, không biết nấu đâu. Không biết nấu thì mình mới đi ăn, còn mà những món mình biết nấu thì ở nhà nấu ăn thôi. Ngọc về chia cô mấy chuyến rồi không có thời gian nó ghé ăn cô này. Vì tính ra lâu dữ lắm rồi Ngọc mới ăn lại tô bún bò Huế ở đây.
Nó còn cứng quá hả? Ừ. Cảm ơn. Ngọc với chồng Ngọc hôm qua đi chơi là để lại chay cho ở nhà ngủ với bà ngoại. Ngủ với bà ngoại một đêm luôn. Bà ngoại giữ một đêm. Cực khổ luôn. Cũng không cực gì nhưng mà chưa có ngủ chung với con nít quen, thành ra hả? Chỉ sợ chỉ té rồi này kia thôi, thành ra không có ngủ sâu. Ngủ với hai đứa nó không ngủ với đứa con nít. Bao lại vô. Bao lại với xu nó năn nỉ nó vô mà đâu cho đâu. Ừ, nó tao vô hồi đó này con nó không biết bao lại luôn có vô không. Không, chứ tao cho vô. Chứ sợ em nó bị dị ứng hay gì mất công. Mà nó không trời, bị dị ứng hay. Cuối cùng người tối có la ôm sầm không? Không. Hai đứa đi theo cái này theo chú mà Bèo lại giận thím nguyên ngày luôn á, từ lúc con đi lại giận luôn tới sáng xuống nó la quá trời. Em chơi có mấy ngày thôi để má mì thương em. Là em về má mì thương còn lại. Con Bèo lạ là cái con puppy đầu tiên của chú Bình với Tân Phượng, nó được cưng dữ lắm. Y như là đứa con ruột vậy đó. Nên là nó biết giận, biết hờn, biết đòi, biết đủ thứ tùm lum ấy. Là như đứa nít vậy đó. Nên là cưng nó dữ lắm, bởi bữa nay chay qua chay dành phần rồi. Nên bây giờ nó giận. Sáng chơi vừa đi ngang qua chị đứng dậy chị đi chỗ khác đi. Giận chay luôn. Giận luôn. Tiến Phượng thì ở đây nhiều quá nên khi mà ăn lại ăn đi ăn lại những cái món này á, cái vị làm á, cái khác cái gì Tiến Phượng biết nên nhiều lúc người ta làm ngon hơn bình thường, nhiều lúc người ta làm không được ngon hơn bình thường. Còn Ngọc thì lâu lâu Ngọc với em mới ăn lần, tại vì bên phía Michigan của Ngọc thật sự là Ngọc không Ngọc thấy cái tô bún này là bán được hơn những cái quán ở Michigan của Ngọc. Rồi các bạn hỏi làm sao tại sao Ngọc kêu Thím Phượng bằng bác gái. Cái đó là Ngọc giỡn. Chứ thật sự đó là phải kêu bằng thím. Mình kêu thím nghe chua. Nghe chua không? Nghe chua. Nghe ác sao không? Ừ, nghe ác. Ừ, nghe ác mà nó xa lạ. Ừ. Nghe xa lạ. Kêu bằng bác gái cũng được, thôi kêu bằng gì cũng được. Thí điểm. Thí điểm. Cho hai cục quyết luôn á vậy hả? Thím ơi bự con chút nên ăn ngó vậy chứ ăn ít chứ không có ăn nhiều đâu, mà tại nó bự con lắm chắc giống ba quá. Ba thím bự, ba gái người bự con lắm hả? Bự, ba bự xương bự người. Cái dai giống nhất là cái bộ dai này. Cái bộ dài lắm. Thôi nè, xôi nè. Hello. Bánh bò, bánh nậm. Wow. Trời ơi, quá trời đồ ăn luôn. Này vô trường chứ. Tổ phi chiên. Ok, tại vì ảnh nói là ừ, nó bánh này có tiêu chẳng hợp nè. Đồ hủ chiên sẵn. Quá ngon. À, sữa đậu nành lá dứa hả? Trời ơi, lá dứa có lý nha chứ bọn. Đồ
đồ có tai heo ngâm đồ nữa nè. Là xe nhiêu độ? Đó đây nè mọi người, cái tiệm mà hồi nãy Ngọc mới vô vừa mua đồ là tên là Việt Nam Tofu and Fast Food. À, mọi người mà có ghé đi vô chỗ bán đồ chay, đồ nhiều lắm. Mọi người có ghé vô chỗ Việt Nam thì ghé đây mua này, đồ ăn cũng có lý lắm nha mọi người. 1024 West Argyle.